Hi, xin chào mọi người nha. Bữa nay mình có mặt tại xã Thuận Hòa của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang các bạn. Thì ở đây sẽ có một cái buổi trình diễn ra mắt máy bay không người lái xịt thuốc các bạn ơi. Chút xíu đòn xuống thì mình sẽ quay cái buổi biểu diễn và giới thiệu cái máy như thế nào các bạn xem tiếp video nha. Bây giờ mình ra đồng để quay sơ sơ cho mọi người xem. Giờ xem tiếp nha. Đây, bây giờ đường đi ra vườn các bạn ơi. Đây, mấy cô cũng đang sinh hoạt. Con ra ngoài quay cánh đồng chút mấy cô. Đây, giờ ở đây cái vườn rất là đẹp các bạn. Có dừa rất là xanh mát. Chà, ở đây nuôi gà dữ à. Bộ gì tà lưa chắc ha. Đây mô hình vườn ao chuồng. Vườn ao chuồng ruộng. Ở đây cánh đồng quá đẹp các bạn ơi. Đây, để mình đi ra đây các bạn xem cánh đồng đẹp cái nào nha. Ở đây sẽ có một buổi trình diễn của đoàn máy bay không người lái xuống giới thiệu sản phẩm. Đây, đây có mấy mấy chú bác đang hóng hóng chờ máy bay không người lái. Dạ, cái máy đang thịt kìa. Máy đang chờ á. Đó. Đây, ở đây thì có một người ta là người ta xịt thuốc cái chưa máy bay chưa lại. Chờ lâu quá xịt trước. Ồ, đây cánh đồng quá đẹp. Chào các bạn nha, bây giờ máy qua các bạn ơi. Boeing 787. Cũng to quá ha. Ngay hè luôn. To mới dắt cái bình nổi. Thôi có lo kẹo kéo luôn. Tặng đồng kéo kéo luôn vậy. Thì đó là bài luôn. Bài luôn. Ta luôn mà bài. Cái này là ở đâu anh? Ở đâu xuống anh? Cần Thơ xuống. Cần Thơ. Một chiếc màu hả? Hai chiếc. Hai chiếc. Ồ, to quá ha. Ủa, mua cái này ngồi nó điều khiển quay trên quay xuống. Được rồi. Có 400 à? Bự lắm á, 400 à. Nghe chiếc cơ. Chưa tính cái bệnh nữa. Wow. Ủa, cái này là một chiếc riêng nữa đó hả? Hai mẫu hả anh? Hai mẫu, hai loại. Wow. Đây một loại nè. Ừ, đang hơn kéo kéo luôn mà. Mấy cái này là pin của nó vậy anh? Thấy không? Pin đó hả? Pin đó, pin của nó là pin đó. À. Rồi, cái này pin của máy bay các bạn. Đây, máy bay rất là đẹp nè. Rồi, tao bá lửa. Để mua chiếc cái này đi bay được 2 chai để làm mình ơn mệt á. Cánh này bằng nhựa quá ta. Nhựa. Có cần cái gì kêu là xếp cái này nữa. Anh mang cái xô ra để pha thuốc rồi được. Thì sao này anh? Ừ. Đúng rồi, sao nhỉ? Xin đầu tiếp đi. Thằng đầu kinh rồi. Đây bây giờ mấy anh em và chú bác sẽ đi sau để xem màn trình diễn của máy bay không người lái các bạn ơi. Đây có mặt tại Thuận Hòa nha. Kéo cả sớm đi coi máy bay bay. Vui à. Cái bên này là bay đua luôn á. Đây, rất là vui các bạn ơi. Bữa nay ngày hội xịt thuốc nha các bạn.
Kiểu này mấy anh đi xịt mướn lễ độ hết rồi. Cái này củ tỏi này thất nghiệp rồi. Cái đó là tỏi. Đâu biết nào hết rồi. Cái bệnh đó mắc tiền lắm đó trời. Mấy triệu á. Ừ, mắc tiền đó. Cái bệnh này các bạn. Ủa gì nãy con đi ấy ra lo. Đi lấy đậu đó hả? Có đậu. Đây bây giờ hàng đã được trưng bày ở đây các bạn. Mày gì đây? Đây, đây hai cái các bạn. Thẳng gì vậy? Dữ dằn. Đây. Đây các bạn chút xíu các bạn xem cái màn trình diễn của hai chiếc máy bay không người lái nha các bạn. Chào. Giờ có người lên lái cũng không được nữa. Nó tự lái. Giờ để chống gì cho lên ngồi đó giờ cho các cảm thử lên trước cái. Còn tí nào đó cho các cảm thử. Đây, chuẩn bị buổi trình diễn nha các bạn ơi. Chút xíu sẽ lên tới đâu đó cả được không ta? Phun thuốc nha các bạn. Cái này phun thuốc, công nghệ phun thuốc nha các bạn. Công nghệ phun thuốc mới nhất, hiện đại nhất hiện nay. Chiếc máy bay này cũng có cái dàn cánh rất giống như là những cái chiếc flycam để quay là clip trên bầu trời các bạn. Nó rất là giống nhưng mà mô hình nó rất là lớn các bạn. Mô hình nó bự lắm. Đây, cái này mình chiếc dép của mình để ở đây là các bạn biết à. Rất là to. Chút xíu mình sẽ coi cái cơ chế của máy bay nó sẽ bay như thế nào các bạn. Mình nó lớn vậy đó hả? Rồi giờ cũng chưa thấy cái vụ này nha. Chỉ thấy trên TV bên Nhật Bản. Đây là cái điện. Cái này là cái khác cái gì? Khác. Cái bình đựng nước cái gì? Cái hai cái máy nó khác nhau đó chú. Hai phiên bản này. Nó kia gắp bên đây, bình nó khác. Phiên bản bên đây như có người lên lái luôn vậy nè. Đông mà anh thỉnh. Rồi, mua máy bay là tặng thùng kéo kéo luôn các bạn. Bữa nay nguyên sớm được dịp ra đây rất là vui các bạn. Rồi, vàng mã lên hát bài chứ đi. Mất bãi nha, bãi nha, mưa phi trường. Vừa mà trên đó có cái cột điện. Có cái cột điện chỗ, có cột điện anh vậy đó. Đây có một cái gấp rất là gọn các bạn. Cái máy bên đây gấp rất là gọn nha. Còn cái bên kia thì chỉ có gấp được cánh thôi các bạn. Kia thì nhìn nó bự hơn. Có địa điểm đây, đây là những cái nguồn pin của chiếc máy bay các bạn. Này. Nhìn nó rất là hiện đại nha. Có rất là nhiều chú bác cũng rất là tò mò để xem cái công nghệ mới của nông dân miền Tây ở đây có thể phát triển ở đây hay không. Công nghệ mới. Hình như mua một cái tặng một cái hay tính tiền hai cái luôn. Tính tiền hai cái. Có 3.000 khán giả đang đợi máy bay bay các bạn. Kiến. Trời ơi kiến cắn. Đây cả xóm luôn các bạn. Đây là phải nói là cả xóm kéo lại để xem máy bay nha. Lần đầu tiên máy bay không người lái về đây. Ở đây không phải là ngã năm, đây là ở một xã ở Long Mỹ, đây xã Thượng Hòa các bạn. Long Mỹ Hậu Giang. Đây thuộc tỉnh Hậu Giang. Giáp với ngã năm Sóc Trăng các bạn. Đây có rất là nhiều người đang tò mò chiếc hai chiếc máy bay không người lái này nó sẽ hoạt động như thế nào, cơ chế như thế nào, chút xíu các bạn sẽ biết nha. Đây mình cũng chưa thấy lần nào luôn. Ở đây có rất là nhiều anh em đang đợi. Đây đây hai chuyên viên đang chuẩn bị để thực hiện chuyến bay. Cô mốt chuẩn bị ra máy cắt không người lái nữa. Cánh quạt đó chút xíu nó sẽ mở ra. Tại nó đang gấp lại. Cái bình này mình để bia mình phun được không ta? Để bia cho mình phun. Phun bia. Dạ chú yếu mình ngồi mình ăn mồi thôi, ở trên sạch xuống tưới. Đúng rồi. Này, giờ chắc có lẽ là đưa lên bệ quá ta.
coi mấy anh em sẽ làm gì như thế nào nha. Nặng nhớ không chú? Nặng lắm à. Mười mấy chục ký có. Cả 20 ký có. Để thử cho tôi biết. Cân như cân gà. Thử cho tôi biết tiền. Nói độ chính xác của nó lên 89% luôn. 20 ký có. 3 ký. Gì? 12-3 ký trở lại. Ừ, 10 mấy ký. Vậy là em bậy. Vậy là em bậy phải không anh? Nói chung là tôi không có tài gì mà, nhưng mà cái tôi dịnh lên tôi biết. 10 ký. Thấy chú đó cầm thấy quặn lắm rồi ta. Dạ. 13 ký hả? Tiếng Trung Quốc không à, không có tiếng Việt. Nè. Có 10 ký hả? Có nè. Nhiều. 10 ký nè. Rồi có nước vô là nhiêu nè. Có giá hạn như là nước thì 10 ký nữa. Cái bình là thêm tổng cộng hết trơn. Rồi. Anh đã cho cái giá gần đúng rồi, bây giờ thưởng anh cái thùng dao kéo nha. Rồi. Tổng cộng trơn á, bình nước rồi luôn là khoảng ở đây. Bây giờ chiếc này đã được mở cánh các bạn, rất là đẹp. Đây, bây giờ em đang bỏ bình vô. Wow. Rồi xích ga nha bà con ơi, đang khởi động nha các bạn. Đây. Chiếc máy bay đang được vô trong khu để điều khiển các bạn. Xích ra chú ơi. Đây, chuẩn bị máy bay lên nha. Đội bay này ở tại Cần Thơ nha các bạn, xuống đây để bay khảo sát. Quá nhẹ. Đội bay trình diễn và ra mắt cái sản phẩm. Đây thì bên kia đang đi lên đầu quận bên kia để định vị đường bay các bạn. Các bạn sẽ tiếp video nha. Trên kia cũng xịt tay cài trên kia luôn kìa. Bữa nay như thi phun tay với phun máy. Đang có rất là đông bà con dân địa phương ở đây để xem buổi trình diễn như thế nào nha. Đây cũng rất là lạ. Đây là công nghệ mới. Thoải mái. Cái này một thổi pin đó, vậy là mình bay được bao nhiêu tiếng anh? À, một thổi pin thế này thì thường nếu mà nó trọng tải nặng á, là khoảng đầy bình á, nó bay được khoảng 10 phút. À. 10 phút. Thì là cái này phải pin sạc cua nhiều. Đúng rồi. À. Nó nếu mà một ngày mình muốn làm việc khoảng từ 20 đến 30 ha ấy, thì là mình pin sạc cua mình phải có 10 quả. Wow. Một quả gì bao nhiêu tiền anh? Một quả của cái dòng này nó là 10 triệu, còn cái quả của dòng kia nó là 14 triệu. Ồ, bên kia mắc hơn à? Vì là bên kia chắc phun được nhiều thuốc hay sao? Con bên này nó là hiện đại hơn. Hiện đại con này nhiều. Con này tự động hoàn toàn, không có điều khiển bằng tay, còn con này có thể tự động, có thể điều khiển bằng tay. Cái này mấy dòng này là sạc á, sạc con dừng bên nó 300 lần. Đúng rồi. Mấy dòng này là sản xuất ở đâu ạ? Hai cái dòng máy này đều là của cái tập đoàn bên Trung Quốc. Tức là bây giờ hầu hết các cái máy bay không người lái ấy, đều là của các tập đoàn bên Trung Quốc sản xuất hết. Tức là họ giờ không phải là họ sản xuất tất cả linh kiện, mà họ là chủ yếu là lắp ráp. Ví dụ các cái linh kiện bên ngoài, hoặc là các cái motor, máy bơm, các cái pin các thứ này là họ sản xuất. Tuy nhiên là cái động cơ với là các cái bảng mạch ấy thì là đều là nhập nước ngoài. Máy này là phân phối là tại Cần Thơ anh? Bọn em là công ty trụ sở chính là ở thành phố Bắc Ninh và thành phố Hà Nội. Xong là bọn em có trụ sở là ở đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, thành phố Cần Thơ. Còn ở trên thành phố Hồ Chí Minh bọn em có trụ sở ở quận 1. Ở đây là mình đã xuống đây bay ở các tỉnh miền Tây là tỉnh nào? Tỉnh miền Tây thì là bọn em triển khai hết rồi, trừ Trà Vinh là chưa triển khai thôi. Còn tất cả 13 tỉnh thì bọn em triển khai 12 tỉnh rồi. Bên tập đoàn Lộc Trời ấy, tập đoàn mạnh nhất ấy, nó có lấy của bọn em là 10 máy rồi. Dòng kia là cũng đại trà ha. Đúng rồi. Một máy này là giá một cái là khoảng bao nhiêu tiền? Một cái con này nó là 245. Con máy đây là tên là M12. 245 triệu. BG20. Thì là nó dung tích là 10 lít thì nó là 425. Là cái đó là 425 triệu à? Vâng, đúng rồi. 425. Cái này nói chung là công nghệ hiện đại. Vâng. Mấy chú thấy bữa nay thấy công nghệ hiện đại về
đồng quê mình chú, mấy chú thấy sao chú? Thấy thì mới mẻ thì mình thấy vậy thôi, chứ còn ví dụ chưa mà chưa để bay thử rồi còn thấy trong điện thoại thì thấy rồi. Dạ. Rồi mấy chú có dự định thử mua một chiếc hay không chú? Coi thôi chứ để chưa biết. Dạ. Chứ giá thành cũng khá là đắt nha, chứ không có rẻ. Dạ. Lâu dạ, bây giờ mà. Bây giờ cảm ơn mấy chú nha, bây giờ xem màn trình diễn của máy bay ở đây sẽ như thế nào nha chú. Dạ. Bây giờ chiếc kia đã định vị xong, bây giờ chiếc này tới chiếc này các bạn. À, chiếc này là công nghệ hiện đại hơn chiếc kia nha các bạn. À, có giá thành là 425 triệu. Cái này hơn 2 thùng chút nha. Chúng một tờ là mua được 4 chiếc rồi. Dạ, thầy gãi phân luôn hả? Có phụ kiện hay là xả gãi phân luôn. Vậy là cũng tại thất nghiệp luôn á. Khỏi khỏi xả, khỏi chụp thuốc, khỏi gãi phân. Chiếc này của tỏi đi Bình Dương là chắc. Bán nước tường luôn. Đèn tín hiệu đã lên rồi. Đây, xin nhắc lại đây là của tập đoàn ở tại Bắc Ninh thì đã triển khai các mặt hàng xuống tại các tỉnh miền Tây các bạn. Thì đây là cũng như là một cái công cụ hỗ trợ cho việc đồng áng bây giờ như là xịt thuốc, cải phân. Cái này nó xài theo luôn hả? Đây, bây giờ cũng như thường lệ giống như những chiếc lay cam, giờ mấy anh em sẽ mở những cái cánh ra. Mở chứ mày. Mày lắm à. Để chuẩn bị chuyến bay đầu tiên. Rất là háo hức nha các bạn, để xem cái công nghệ mới nó sẽ hoạt động như thế nào. Rất là lạ. Giá như máy bay này có thể phun bia được thì ngon quá. Nhậu khỏi công gót. Cái đó dụng công nào? Bằng lá. Hai con cũng chuẩn bị để hoạt động các bạn nán lại vài phút để chờ xem công nghệ nó sẽ như thế nào nha. Đó. Múc cái đầu. Xích ra, xích ra. Nha thôi nha. Lại cạnh tranh hay gì? Nói tác nghiệp cái lần bộ lại phá bá của người ta đó chơi rõ ràng không? Bậy lắm à. Cho lỗi gì coi về mới đầu tư vô khỏi đi sạch nữa. Nãy giờ sợ bị ấy đó rồi lại khều phá của người ta. Trời mất mối chơi rồi. Đây, giờ gia đình sẽ giờ mình cứ nói với anh là bỏ thuốc ra là sạch hết bảo vậy đó, anh cứ chia ra anh sạch cho đủ mình luôn đi. Pha thuốc xong rồi mới cho máy bắt đầu phun các bạn. Đây công nghệ mới, cái bình không người tưới luôn các bạn, không có người là tưới không được. Rồi. Mình là chế nha các bạn ơi. Mình chế. Đây bây giờ các bạn chuẩn bị xem máy bay bay các bạn ơi. Các bạn sẽ bay lên trên kia để phun ngược về các bạn. Rồi hết thấy hết cái chuyện này. Đây máy bay đã hạ xuống khoảng cách để phun thuốc cho nó hiệu quả các bạn. Tầm 2 mét nha các bạn. Đây thuốc đây ra nha các bạn. Ở dưới bốn cánh sẽ có sẽ có những cái cánh quạt để quạt những cái thuốc cho nó phun ra cho nó đều. Hình như dưới đây có mùi thơm của thuốc sâu rồi ha. Đây có mùi thơm của thuốc sâu rồi đó. Đây có sớm luôn các bạn. Đây là công nghệ rất là mới mẻ. Đây, máy bay được sản xuất từ Trung Quốc nha các bạn. Các
Thì đang phía trong có rất là đông bà con đang đợi xem chiếc máy bay bay, nhưng mà chắc xem không thấy được các bạn, tại bay ngập trên đầu ruộng trên kia các bạn. Đường thuốc phun rất là mạnh nha các bạn. Đây rất là đẹp, rất là đều. Rất là lẹ, nó thấy gì nó bay lẹ lắm á. Lẹ quá thì nó không có chất lượng thôi. Bê dưới rồi. Giờ sẽ đi ngang các bạn. Có cái nó đỡ cực thôi. Nhưng nó có an toàn. Ừ, đúng rồi, an toàn. Khỏe mà. Ừ. Nó phun có 2 mét hả? Ờ, phun 2 mét nó không có bị ấy, tại mình phun thì nó mới đều lúa đó. Cao quá gió nó thổi á. Đi lên là nó thu hai bé dưới về luôn rồi, hết là... gần hết thuốc rồi đó, còn nửa bình đó. Rồi về lãnh thưởng các bạn ơi, để coi máy bay hạ cánh như thế nào nha. Máy bay đang chuẩn bị hạ cánh các bạn, an toàn. Giờ máy đã được hạ cánh an toàn các bạn. Thơm mùi thuốc, giá mang này chứ. Thơm quá thơm. Cũng rất là mau các bạn, chỉ đơn giản trong vòng cỡ tầm 10 phút. Tại nó hết cục pin đó, cục pin nó bay có 10 phút à. Là phải thay nhiên liệu mới các bạn. Chuẩn bị máy, chuẩn bị bay ra nữa nha. Đây, bây giờ mình sẽ quay vô. Một bay hết một quận nữa nha các bạn. Thấy sao, thấy sao của tỏi? Xăm chiếc đi. Em về làm chiếc quá. Làm luôn hả? Này chắc cái máy kia này phải chân nhiều quá. Mình thả nhiều. Đấu với chú xịt thuốc bên kia. Cái này xịt vàng hiệu quả lắm, tại vì mẹ người đứa máy bay không gãy đi hết thì còn thôi. Nó phun chỉ có 2 giờ thôi các bạn. Ủa, 2 giờ trước có nhưng mà hình như mịn hơn hay sao? Đó, có luôn. Nó quay đầu lại nó mới đổi dội. Rồi cái này đợi máy kia bay về thì mình sẽ quay con này cho các bạn xem. Con này nó sẽ bay. Không cần điện cái này. Như cách thức của mình. Nói chung là nó tự động. Cái này có thể can thiệp được. Can thiệp được khi nó xảy ra sự cố. Cái này sẽ can thiệp được nhanh hơn cái này. Cái này của em cũng can thiệp luôn được, nhưng mà cái này nó chỉ có mục đích là bay mới bay thôi. Tự động luôn. Máy này có công nghệ lọc chất độc luôn rồi. Nó hết chạy tới chừng nào tới.
đồ thôi nha các bạn ơi. Này thì nói chung là chỉ là phun tự động thôi, còn cái vấn đề kia là tự mình xử lý à. Phải xịt nhưng mà mình đã trên gió mới được. Đây bây giờ em về nha các bạn ơi. Số báo danh 001 về các bạn. Với chú. Chú đừng. Chú. Máy bay về. Sân bay tao cứ về lại hoài. Máy bay sắp hạ cánh nha các bạn. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Cà Mau đã đến. Cấp chưa hết chăng? Về tiếp nhiên liệu và nói chung là thay đổi cầu thủ. Thì vừa qua thì đã giới thiệu con máy bay thế hệ mới này. Thì bây giờ tiếp tục giới thiệu con máy bay tiếp theo các bạn. Phun thuốc không người lái nha. Quá mát luôn các bạn ơi. An toàn. Ôi xém luôn. Quá đã. Con này mà cúp điện á, mình không có gió nóng nóng nực á, mình cho nó bay trên đầu mát dữ lắm rồi. Nhiều chức năng lắm. Đi nào về đường đó luôn ha, người ta để có khi về còn chui lỗ chó. Mẹ xin tỉnh về chui lỗ chó con. Không hơn người ta nữa ha. Đâu đấy, để nó ngay đó rồi là gớt xuống ngay đó luôn, đâu chạy chỗ khác đâu. Cái đình gì vậy? Cấp 3 độ. Rồi. Xong rồi đó. Trời, một em nghỉ hưu. Thôi lộn. Vậy vậy lao. Thay đổi cầu thủ nha các bạn. Cái này đẹp hơn nè. Cái này đẹp. Cái này mới. Cái này mới nhưng mà giải chức năng mà không bằng chiếc nãy các bạn. Này của Trung Quốc. Anh để lại cái nào cũng của Trung Quốc. Cái lưới đó mà. Quá. Thường ngày là phải ngồi đợi, thường ngày gặp thuốc sâu chạy, bữa nay là phải ngồi đợi từ sáng tới giờ mới được cởi một thuốc sâu. Đợi từ sáng tới giờ chứ mày. Chưa bao giờ mà hưởng thuốc sâu mà vui như thế này. Tiếp tục bên khâu kỹ thuật sẽ cho máy thứ hai lên để xịt thuốc các bạn. Đây thì ở đây cũng như là cái điều khiển như những con lai cam các bạn. Ở đây cũng có cái điều khiển và qua điện thoại cái thiết bị định vị GPS. Mấy thằng máy bay chơi được này chưa có định vị mà làm theo con nhá máy kia nãy luôn được. Không, con này thì chơi bằng tay luôn không? Tự động bọn em có định vị của nó mà bay cái này em là hôm nay có một ít cái động dụng này không bay tự động. Mình có bay biểu diễn 360 độ vậy không anh? Có, nếu thích tí em đầy pin rồi kìa, em bay cô. Chào luôn ha. Bay cái dừa này cho anh coi cũng được. Ok, rồi, thôi. Chào luôn, không nghe các bạn ơi. Sửa là sẽ bay biểu diễn luôn nha. Tôi nói chơi đấy. Tôi nói chơi. Chết luôn rồi. Đây bây giờ vô sửa các bạn. Một hồi mình lên đây mượn anh đưa lên để anh bẻ trái dừa xuống uống. Rồi, qua bữa nay là mình không uống cà phê sữa nữa nha các bạn. Bây giờ hai bên cánh gà vậy ra. Cửa tỏi chạy, cửa tỏi trốn bên kia luôn, núp trốn luôn rồi. Đây chuẩn bị các bạn ơi. Một màn trình diễn. Gió bụi mịt mù. Đó. Ồ, con này bay nó hơi rung ha. Hơi rung cái cặp cạp. Con này bay đuổi gậy là đúng bài luôn. Con này bay mạnh quá các bạn ơi. Con này bay ghê thật chứ. Này đi này đi phía bằng tay. Ừ. Chị á, chị bằng tay luôn. Giá mẻ này bánh gậy gậy mới tươi lắm. Đây, tại vì bên kia thì thuốc nó sẽ quay và đã sẽ túa ra thì đây giò này thì phun thẳng trực tiếp xuống các bạn.
Nói về độ hiệu quả thì nếu mà con này cái sai số nó chuẩn xác thì nó sẽ hiệu quả hơn. Trời ơi, né luôn. Hút qua đất quả rồi. Tóc chạy luôn. Cái này do con này điều khiển bằng tay các bạn, cho nên là không có định vị GPS, cho nên là phải canh lề, canh đường bay. Xuống thấy thuốc rồi ta. Con này phun thì nó hao thuốc hơn kia nhiều. Phun tóc chạy luôn. Quên quên con ta luôn nè. Rồi cho nó xanh tô luôn anh ơi. Xanh tô 360 độ luôn. Con này quay lẹ nè. Đây con này phun thuốc ra rất là nhiều nha. Độ tiết kiệm nó sẽ không bằng cái con hiện đại hồi nãy. Wow, con này nó bay lẹ dữ. Quái vật giữa đồng ruộng. Đây xin nhắc lại đây là công nghệ của Trung Quốc các bạn. Rất, cũng rất là hiện đại nha các bạn. Sẽ giảm thiểu được cái độ nguy hiểm của thức kỳ sâu trong lúc sinh mà phun xịt cánh đồng. Trời ơi, nãy nhá mình chạy không kịp, mình tưới lên mình luôn các bạn. Con này thì nó phun lẹ nè, nhưng mà không, nếu mà điều khiển, nếu mà không, con là con tự động hơn. Con này cũng tự động bình thường, nhưng mà tại mất công định vị lại lần nữa mà mệt, phải không? Em bay tự động lâu thôi. Con này bay với tốc độ rất là khủng khiếp các bạn. Hú. Đi rất là bờ, một lối. Giờ phun sát bờ các bạn. Mát thế. Mát ghê luôn. Chưa bao giờ mà tắm thuốc sâu mà hưng phấn như thế này. Khủng khiếp. Hình như thuốc sâu đã dính cho nóng kính rồi các bạn ơi, cho nên là nó hơi bị mờ vài điểm. Hi, chào các bạn nha. Vừa qua các bạn đã chiêm ngưỡng được 2 phần bay của 2 chiếc máy bay không người lái để xịt thuốc ở đây các bạn. Đây là chào các bạn nha. Bây giờ mấy anh em sẽ chuẩn bị về nha các bạn ơi. Đây bữa nay nhóm 4T tăng tâm tùng tội. Đây anh chủ nhà hả? Trời. Nãy anh nói anh tặng em cái gì đó nhớ không? Chơi tí đây rồi gọi người chịu uống hai chơi. Tặng thêm gà đá chơi Tết à. Quay mấy ông già đi. Để cho nó làm. Chào, 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 ch
Nãy nó nói tao rồi. Tới đây đâu mày? Dạ. Tin tức mày đâu nghe tao qua chưa lên kịp chú ơi. Vậy đó. Dạ con không gài nhiều clip lên lu bu quá. Vậy đó. Bữa nay mấy chú thấy háo hức không? Háo hức tao, mà cuốc ông thì cầm đốt tông lên nè. Ở đâu? Chú ở đâu? Chú ở đâu? Tao ở tủ đi, háo bánh hồng á. Bánh gì vậy? Bánh gì vậy? Bánh gì vậy? Bánh gì vậy? Lỡ sáng nhiều cái nóng nè tôi. Anh có nguyên cái bàn á mày, bàn bật trắng sao mày. Bữa nay chưa có bữa nào mà chưa có bữa nào mà ở trước sau mà vui dã man. Từ ngày thấy là tấp chạy không, bữa nay là phải hứng. Đợi từ giấc sáng bây giờ. Qua Long Mỹ Hậu Giang các bạn. Các bạn xem hay nhớ like và chia sẻ để cho nhiều người biết cái hoạt động ở miền Tây bây giờ rất là công nghệ, rất là hiện đại các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Hy vọng clip này sẽ cho mọi người biết thêm nhiều công nghệ mới của nông dân miền Tây bây giờ. Giờ bye bye, xin chào.